Những chú gấu rơi nước mắt vì bị trích lấy mật. Những chú khỉ con mất mẹ, ngơ ngác trong lòng. Hình ảnh của những con vật đáng thương này đã đến với người dân tại nhiều bến xe, siêu thị, chợ. Và hôm nay là tại khu du lịch sinh thái Ao Vua. Khách du lịch và người dân xung quanh ban đầu còn tò mò, bình luận. Có ngà, nhưng ngà gãy rồi. Sau đó, chính họ cũng nhiệt tình tham gia trả lời các câu hỏi về động vật hoang dã. Nhiều người lần đầu biết rằng những con vật như con cu ly, con kỳ đà thuộc nhóm các loài động vật hoang dã bị nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Em đã nhìn thấy con kỳ đà trong bình rượu rồi ạ. Còn hồi đấy em chưa biết tên. Bây giờ hôm nay đến đây biết. Có những cái hình ảnh có một chú khỉ bị treo cổ ấy. Thì em nhìn em thật sự là em rất là xúc động vì những chú động vật đang chạy nhảy ở trong rừng mà lại bị giam giữ bởi chính con người chúng ta. Tìm câu trả lời cho phiếu trắc nghiệm cũng là một cách để tìm hiểu tình trạng của các động vật hoang dã tại Việt Nam. Trẻ em thì thú vị với những miếng dán, tranh ảnh và các tạp chí có nhiều câu chuyện về các con vật quý hiếm. Những cái sticker nhỏ như thế này thì rất là có tác dụng. Bọn em có một cái thông điệp là hãy thông báo các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã cho cái đường dây nóng miễn phí là 1800 4522 của Trung tâm Du lịch Thiên nhiên. Đó thì chỉ một cái tờ như này thôi thì mọi người cầm đi cũng rất là dễ. Qua cái quá trình mà làm về chương trình bảo vệ động vật hoang dã thì bọn em cũng nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi từ cái đường dây nóng này, và mọi người biết được đến cái đường dây nóng này bảo vệ động vật hoang dã là do các chương trình như này, và cũng có thể là do những cái sticker này được dán ở nhiều nơi. Với Đỗ Chí Thanh, một sinh viên thực tập ngay tại khu du lịch Ao Vua, thì tác động của triển lãm không chỉ dừng lại ở việc tham gia đóng góp ý kiến. Những tiếng kêu của các loài thú bị mắc bẫy, giam cầm, giết hại đã khiến bạn quyết định đăng ký làm tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã. Ở đây có những hình ảnh, rất nhiều hình ảnh có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa nhất đối với em là cái hình ảnh khoảnh khắc cuối cùng. Đây, nó mang rất nhiều cái hình ảnh như là động vật bị săn bắt đến bến bao tuyệt chủng. Em rất là mong muốn được trở thành tình nguyện viên cho chương trình này ạ. Hơn 300 người tham quan triển lãm, 115 người tham gia trắc nghiệm và 61 ý kiến chia sẻ về nạn săn bắt giết mổ động vật hoang dã. Đó là kết quả của buổi triển lãm thứ 57 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. Nhiều tấm sticker, nhiều bức ảnh với lời kêu gọi hãy ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã. Và câu chuyện phía sau mỗi bức ảnh cũng sẽ theo những du khách tham gia triển lãm hôm nay lan tỏa đến nhiều người hơn nữa.